shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với video. Ngày hôm nay thì kẹo sẽ tặng ác cho anh em chơi nhé. Cũng lâu rồi thì không có tặng ác cho anh em. Thì đây, ngày hôm nay thì mình sẽ thử vận may 3 cái nick Free Fire 50k này. Các bạn nhớ là truy cập vào trang sĩ kẹo shop.com để thử vận may và nhận nhiều ưu đãi nhé. Ok. Hiện tại thì trong cái shop ác của kẹo thì có vô cùng là nhiều nick cho anh em tha hồ mà thử vận may luôn nha. Và đây thì ngày hôm nay kẹo sẽ lựa đại 3 ác và mua tặng cho anh em luôn nhé. Ở đây là 17067 này. Và chỉ với 50k anh em sẽ có cơ hội nhận ngay nick VIP nha anh em. Ok, tiếp tục mua ác thôi các bạn ơi. Còn hai cái ác nữa thì kẹo lựa đại luôn. Đó, tiếp tục mua cho anh em cái ác đó là 17018 nha các bạn ơi. Rồi nha, mua thêm con ác nữa nhỉ, chứ ngại gì. 17017 kẹo cũng mua ra nha anh em. Ok, xác nhận mua. Và đây là giao diện khi mà anh em mua ác xong. Ok, bây giờ thì đơn giản thôi mọi người ơi. Anh em chỉ cần nhấn vào check thông tin thì các bạn sẽ có ngay tài khoản và mật khẩu để cho các bạn đăng nhập luôn nha. Và tùy vào vận may của anh em thì anh em có thể là trúng cái ác VIP này, ác nhiều skin súng này, hoặc là ác nhiều kim cương luôn nha anh em. Ok, đây mình check tất cả những thông tin tài khoản này để dành tặng cho anh em cả luôn. Bạn nào đăng nhập được thì nhớ là comment bên dưới video, cảm ơn kẹo nha. Và đây, mình sẽ lựa đại cái ác này để đăng nhập xem là trong cái ác này. Ngẫu nhiên thôi anh em ơi, xem là trong ác này chúng ta sẽ có được cái gì đây. Sau khi mà có được tài khoản cũng như là mật khẩu thì anh em tiến hành đăng nhập vào luôn nào mọi người. Ok này, đúng tài khoản mật khẩu rồi nha. Đăng nhập luôn nhé. Anh em chỉ cần nói là hãy tiến hành đăng nhập một cách bình thường và chúng ta hãy cùng chờ đợi nào. Ôi vãi trưởng. À đủ. Mua cái ác 50k trúng ngay cái ác có hơn 3.000 kim cương như vậy là chúng ta khá là lờ rồi các bạn ơi. À để mình bật cái âm thanh game cái đã anh em ơi. Bởi vì là quên nên là không có bật âm thanh game này. Ok, để nhạc nền ở mức 50 nhé. Bình thường là anh em nạp vào thì sẽ mất 500k anh em mới có được 3.000 kim cương. Ngày hôm nay anh em mua shop ác tại shop ác của sĩ kẹo thử vận may 50k. Anh em sẽ có cơ hội luôn nha. Đấy, hiện tại thì... cái nick này nó chỉ có một vài cái nhân vật cơ bản mà thôi. Giới thiệu qua với anh em luôn, đó là những cái bạn mà mua ác ở cái shop của kẹo thì chúng những cái nick VIP cũng khá là nhiều rồi. Và anh em có phải là một trong những người may mắn tiếp theo không ạ? Đây mình đang show kho đồ cho anh em xem là trong cái ác này chúng ta sẽ có được những cái gì. Với 50k mà anh em có được cái ác như này thì mình thấy là nó cũng ok đấy nhỉ các bạn ơi. Đấy, bình thường ấy thì anh em cày chay anh em nạp tiền vào nó khá là tốn kém. Thì tại sao nếu mà với những anh em trường hợp anh em mất nick này hoặc là mất tài khoản Facebook thì tại sao mà anh em không truy cập vào trang sĩ kẹo shop.com mua để thử vận may luôn nào? Được chơi anh em. Đấy, hoặc là anh em muốn có một vài nick anh em chơi cũng được, chẳng sao cả. Truy cập vào sĩ kẹo shop.com. Mình đang show cho anh em xem cái tủ đồ nam này. Anh em thấy chưa? Riêng mà kẹo thấy là 50k mà có được luôn 3.052 kim cương là kẹo đã thấy lời rồi các bạn ơi. Rồi nha, với 3.000 kim cương này chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? Show note cho anh em cái mục trợ thủ này. Trợ thủ thì chưa được mở cái con vật nào nữa cơ. Vãi trưởng, chán thế nhỉ các bạn ơi. Đây là về cái mục sưu tập nha. Mình show note cho anh em xem luôn. Đấy, ba lô thì có 3 cái ba lô. Còn đây thì sẽ là ván lưỡi này. Ok, bên trên là dù. Và vũ khí thì có một vài skin vĩnh viễn nha anh em. Đấy. Ồ, công nhận là cũng chất chơi người rơi phết anh em ơi. Ok, phương tiện thì lại không có. Hành động thì có 3 hành động nha mọi người. Được rồi. Bây giờ gọi là xem qua cái ác thế đủ rồi. Và với 3.000 kim cương này thì bây giờ kẹo sẽ khô máu luôn nha. Nghe nói là cái vòng quay AK lửa đỏ mới ra. Ok luôn. Quay luôn vé 600 kim cương luôn nhỉ anh em. Chứ sao phải ngại. Uầy, có trúng một vài skin súng vĩnh viễn. M4A1, đường chân trời này, VDS màu hồng này, lựu Giáng sinh này, có cả lựu nước hoa nam nữa nhé. Quay thêm phát nữa này. Úi dồi ôi, trúng luôn AK lửa đỏ. Ngầu chứ các bạn ơi. Đơn giản thôi mà. Đấy, có cả thêm một vài skin súng vĩnh viễn nữa. Ok này,
Tiếp tục quay thôi nhỉ các bạn ơi. Ok này, thêm một vé nữa. Rồi, nhận thưởng thêm và tiếp tục quay này. Hello anh em, vừa nãy thì mình chỉ tốn đó là 1200 kim cương thì mình có thêm một vài skin súng mới đây, cực kỳ là chất. Và đặc biệt là chúng ta có cả AK lửa đỏ nữa. Úi dồi ôi, trông nó ngầu vãi trưởng luôn, tôi thề với anh em luôn, khẩu này chơi cực kỳ chất, chơi người rơi. Rồi ok, tăng sát thương này, tăng tầm xa này, thế này thì còn gì bằng nữa hả? Ngoài ra thì anh em quay skin vũ khí còn được tặng một số skin vũ khí vĩnh viễn nữa này. Đó, skin lựu đạn nữa, công nhận là chất phết anh em ơi. Rồi nha, như vậy mình nhớ là ở trong cái vòng quay kim cương nó còn có cả một cái vòng quay mới nữa. Bây giờ vào khô máu luôn nhỉ các bạn ơi. Đây, kẹo vào luôn vòng quay kim cương nhé. Đang có một vé quay miễn phí cả. Ok. Uầy, trúng được mỗi cái áo nó vớ vẩn thôi. Wow, đậu xanh. Mình có trúng được một vài cái món đồ nữa nhưng mà toàn là đồ bình thường thôi nha em ạ. Tiếp tục mở này. Đấy, nhận phần thưởng trước cái đã. Quay vé 1 này. Ok, đang còn 592 kim cương nhá. Nên là mình sẽ phải quay từng vé một mà thôi. Cơ bản là có đủ 600 kim cương đâu mà quay vé nhiều lần. Ôi vãi trưởng. À đủ. Ủa ơi, cái kiểu này là không trúng hả? Thôi xong rồi, hết kim cương rồi, đậu xanh. Nãy là kẹo có quay vòng quay kim cương nhiều nên là chúng ta có vé quy đổi nhá. 164 vé quy đổi này. Mình sẽ đổi luôn lấy 4 vé quay kim cương nhá. Ok, khô máu luôn. Để xem là ngày hôm nay có trúng không nhỉ anh em. Mình rất là hy vọng sẽ trúng được cái bộ trang phục mới này luôn. Thế giới ngầm à? Wow, gì vậy? Ui dồi ôi, đau tim gần chết anh em ơi. Một vé quay miễn phí trúng luôn cái gói thế giới ngầm này. Công nhận là đã vãi trưởng. Ok ok, ngon chưa các bạn ơi. Bây giờ vào tủ đồ sâu luôn cho anh em xem nhỉ. Thật sự là nó vô cùng là chất chơi người dân luôn anh em ơi. Đến tôi này cũng không tìm nổi. Một vé quay miễn phí cái ăn ngay luôn thế giới ngầm này. Ngon vãi trưởng. Úi dồi anh em nhìn thấy đẹp chưa? Cái bộ trang phục nó đẹp như này mà anh em không vào quay khô máu thì hơi bị phí nhá. Ok, và cái ác này kẹo cũng sẽ tặng luôn cho anh em. Rồi nhá. Như vậy thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và anh em đừng quên đó là hãy truy cập vào trang sĩkẹoshop.com để mua ác giá rẻ nhưng mà lại có được ác ngon nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.